thưa các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái bài giảng về những thành phần cơ bản của một cái mạng. Thì với một người mới bắt đầu thì các bạn sẽ luôn luôn có một cái hình dung trong đầu, vậy mạng là cái gì? Các bạn sẽ có một câu hỏi như vậy. Thì cái slide này sẽ trả lời cho các bạn câu hỏi đó, sẽ cho các bạn thấy những cái hình ảnh đầu tiên, những khái niệm cơ bản đầu tiên và cơ sở nhất về mạng. Thì mời các bạn cùng trao đổi cái bài đầu tiên là tìm hiểu các chức năng cơ bản của một hệ thống mạng. Chúng ta bắt đầu cái slide này. Thưa các bạn.